và cái tinh thần và cái sự yêu mến của những hành khách đến với hội ngộ Trùng Dương đó càng làm cho cái người tổ chức, càng làm cho cái công ty tổ chức như là Vinthao hay là Vitro phải cố gắng nhiều hơn nữa đáp ứng được cái sự mong đợi. Thanh Tùng, đối với anh là như vậy, khi thành công anh rất là sợ thất bại. Trước đây anh tổ chức những cái chương trình văn nghệ 10.000 người, 20.000 người ở San Jose. Hơn một lời cảm tạ, một lời tri ân nào mà hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị. Bởi vì những giọt nước mắt của người dân miền Trung đang chảy, và cùng với tấm lòng của quý vị trong đêm hôm nay, đêm của San Jose rực rỡ chỉ nói lên một tấm lòng, chúng ta cùng hướng về miền Trung. Những cái đêm New Year là không thể nào Viên Thao không tổ chức, mà đó là thường niên đó, tổ chức như vậy mấy chục năm mà sau này anh không dám tổ chức nữa. Thì anh còn thích lại cái dư âm. Tôi nhớ lúc đó Viên Thao tổ chức New Year và cái ngày countdown đó như thế nào, nó vui như thế nào, và anh rất là sợ thất bại. Một trong những lý do mà khi tổ chức hội ngộ Trùng Dương, ngoài những yếu tố quyết định là Carnival có cái chuyến đi đó vào cái ngày đó hay không, và thứ hai nữa là cân đo về vấn đề tổ chức. Chưa kể nha, anh nói Thanh Tùng, với cái hội ngộ Trùng Dương nữa, nó rất là gamble, và chúng ta bỏ một số tiền trả hết, chúng ta phải trả đủ hết cho Carnival thì Carnival mới cho phép chúng ta bán, dù chưa bán một vé, chúng ta phải trả hết tiền. Những người tổ chức mà như vậy trả tiền trước cả 2 năm. 2 năm sau thì họ mới release ra cái ngày đó như vậy. Thì đối với những người mà làm một cái chuyện mà như là chúng ta đang tổ chức hội ngộ Trùng Dương đó, thì họ rất là ngần ngại. Do đó thì nghiễm nhiên, và nó cũng có những cái khó khăn, nên Viên Thao đã độc quyền được hội ngộ Trùng Dương từ hơn 20 năm qua. Còn những cái tổ chức khác mà nói về hội ngộ du thuyền thì không phải. Cái đó không thể nào là bao trọn một cái du thuyền nhỏ 200-300 người, hoặc là block seat trên một cái du thuyền của Carnival mà thôi. Những hình thức đó giống như là mình đi share nhà của người ta vậy anh. Đúng rồi. Mình đúng vô rồi. Cái nhà đó mình share cái phòng. Thì mình lô cái lên cái chiếc du thuyền lớn của Mỹ, rồi mình share 200-300 chỗ nào đó trên một cái đại du thuyền với nhiều sắc dân khác nhau. Nó sẽ hoàn toàn khác với hình ảnh mà khi có dịp tham dự hội ngộ Trùng Dương với hệ thống truyền thông Viên Thao, mà người tổ chức là nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, là chuyến du thuyền trọn vẹn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn là dành cho người Việt Nam. 3.000 khách là người Việt Nam, một đại gia đình Việt Nam hội ngộ Trùng Dương trên tàu. Hồi nãy anh có trình bày với quý đồng hương mình, mà Thanh Tùng có nghe, anh có nói rằng là quý vị cao niên á, họ cô đơn. Nói Thanh Tùng thấy rằng là không riêng quý vị cao niên đâu, nhất là sống ở cái xứ công nghiệp như thế này, ai nấy cũng chạy theo công việc của mình như cái máy á. Quay qua quay lại thì quý vị thấy mỗi người trên tay cầm cái điện thoại thông minh, cái iPad, cứ thế mà tìm người nói chuyện trên thế giới ảo. Cái nhu cầu được gặp nhau bằng xương bằng thịt, nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu được giải bày tâm tình của mình ở cái xứ công nghiệp này, Thanh Tùng nghĩ có đôi lúc nó giống như là xa xỉ phẩm nha anh. Đừng nói gì, anh cũng tâm sự với Thanh Tùng, với thưa quý khán giả, như chẳng như những ngày lễ đó, ngày Giáng sinh hay là ngày Tết Việt Nam đó, những người bạn thân của anh đó, họ tưởng rằng là anh có rất là nhiều người mời, anh có sẽ có dự party này, nên không ai dám mời hết. Đâm ra những cái ngày đó là những ngày mình cảm thấy mình cô đơn nhất. Cuối cùng anh chọn những ngày lễ là những ngày làm việc. Trước đây thì những ngày lễ anh hay tổ chức, nhưng cái cảm nhận anh vẫn còn rất Việt Nam ở cái cảm nhận như vậy, là khi anh đi sang Hồng Kông hay đi sang Pháp thì nhiều người Việt rồi, hay anh đi trên một cái quốc gia nào mà ít người Việt đó, à, tình cờ mình đi trên đường mình gặp một cái người hao nét Việt Nam, mình cũng đã thấy vui vui rồi. Nhưng mà nếu mình nghe được cái tiếng Việt Nam đó, thì anh sẽ tới anh chào hỏi liền, và anh muốn được nói
chuyện vào bằng ngôn ngữ của mình trên một cái cảnh thổ mới. Thường thường ta nói ngôn ngữ và cái cảnh thổ nó gắn liền với mình như vậy. Hệ thống truyền thông Viên Thao trân trọng giới thiệu chuyến Hội Ngộ Trùng Dương chào đón 3.000 người Việt trên đại du thuyền Inspiration Carnival, khởi hành thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2014 từ cảng Long Beach đến Vịnh Mễ Tây Cơ. Đây là chuyến du lịch vô cùng kỳ thú do hệ thống truyền thông Viên Thao độc quyền tổ chức từ bao năm qua, được nhiều người khen ngợi. Một cuộc hội ngộ ý nghĩa thú vị, một kỷ niệm khó quên của người Việt khắp nơi. Hội Ngộ Trùng Dương, đại du thuyền như một thành phố nổi với những bữa ăn sang trọng, những show biểu diễn liên tục, có casino với những môn chơi hào hứng như Las Vegas, đặc biệt là sự trình diễn của những ca sĩ nổi tiếng Quang Dũng, Ý Lan, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Ánh Tuyết, Tuấn Anh, Hương Lan, Diễm Liên, Lều Phương Anh, MC Thanh Tùng, ban nhạc Trung Nghĩa và rất nhiều ca sĩ khác trong những chương trình thu hình thật hấp dẫn như Nhạc Hội Trùng Dương, Giả Hội Trùng Dương. Hãy cùng gia đình, người yêu, người thân, bạn bè tham dự. Có giá đặc biệt cho những tổ chức, hội đoàn, đám cưới, chúc thọ, sinh nhật. Hãy đặt vé ngay từ bây giờ để được giá rẻ, vì sau đó vé sẽ đắt hơn. Và cái tinh thần của những người đi du lịch là cái tinh thần nó hay lắm Thanh Tùng. Là khi đi du lịch là chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn rất là thoải mái. Tâm hồn mình tận hưởng những cái gì vẻ đẹp của thiên nhiên. Mình tận hưởng những cái giây phút thần tiên nhất của mình. Và mình dẹp bỏ hết tất cả những cái công việc bận biểu hàng ngày như vậy. Và tất cả những cái bực dọc phải tan biến đi. Nhất là gió biển của đại dương, gió biển của hội trùng dương. Nó sẽ là những cái liều thuốc mà thần tiên nhất thổi vào tâm hồn của mình. Anh thấy là lên đó đó, thì vì cái tinh thần du lịch đó, nên những người gặp nhau, những người chào hỏi với nhau đều có một cái gì nó thân thiện với nhau nữa. Nhiều khi trong công ty mình giới hạn bao nhiêu anh em mình thôi, mỗi ngày mình cũng thích mặc một bộ đồ khác nhau, phải không? Có khi mình chỉ khoe với anh em ở đây thôi. Có những anh em kỹ thuật thì mặc quần jean không, đâu có muốn tôi thấy ông Thanh Tùng mặc đồ vest làm chi, hay là anh mặc đồ vest làm chi. Có những lúc anh cũng mặc quần jean rồi như vậy. Nhưng mà lên hội trùng dương đó, anh đã nhìn thấy rồi. Mà anh cũng có lời khuyên. Thưa quý vị, lên hội ngộ trùng dương thì phải nói là như vậy. Carnival họ cũng nói mà. Chỉ có người Việt Nam, chỉ có những chuyến hội ngộ trùng dương thì người Việt họ mới nhìn thấy người Việt Nam ăn mặc đẹp nhất, sang trọng nhất và khuôn mặt cũng xinh đẹp nhất nữa. Cái đó là cái sự đánh giá, sự nhìn nhận của ông thuyền trưởng Carnival, chứ không phải là cái sự nhìn nhận xét của mình. Quả thật lúc đó anh ồ, người Việt Nam mình ở khắp nơi đẹp ghê ha, quần áo rất là bảnh và cái cách nó đàn ông là rất lịch lãm, mà những người đi rất là mỹ nhân và rất là có một cái gì nó rất là Việt Nam. Quý vị có biết tại sao thuốc không thể chữa mụn tận gốc mà chỉ chữa tạm thời, khiến cho quý vị phải dùng thuốc kinh niên? Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu sau chỉ một vài tuần. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Vì lý do đó, Kimberly không khuyến khích quý vị dùng thuốc để chữa mụn. Và cũng vì lý do đó mà Kimberly đã bào chế ra phương pháp Apogee để chữa mụn. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Sau khi mà em dùng cái phương pháp của kem Apogee chữa mụn của Dr. Kimberly, thì em thấy cái da của em nó bớt khô đi mà nó còn không có đỏ nữa. Vì nó làm cho cái da của mình nó bớt mấy cái mụn mà bọc với mấy cái mụn cạn. Tôi tên là Nhu, tôi là ba của Frank. Khi mà thấy da mặt của Frank nó bị nám quá mà rất là nặng, cho nên tôi cảm thấy tội nghiệp. Rồi mình nghĩ là Frank nó cũng không được tự tin khi nó nhìn thấy bạn bè ai da cũng láng hết mà mỗi mình nó da nó bị nặng như vậy. Cho nên tôi tìm một bác sĩ về da để chữa cho Frank, thì tôi đã tìm bác sĩ Kimberly.
Và sau khi một thời gian chữa một vài tháng trời đó thì tôi thấy là mặt Frank nó hết hoàn toàn rồi. Với phương pháp Apogee em được chữa mụn tăng góc. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee. Quý vị mua trên 250 đồng sẽ được tặng một máy facial rất cần thiết để giữ sạch chân lông và làm sáng da, và sẽ được tặng một hũ Acnizac để làm chìm ngay những mụn mới. Và để chữa thẻ quà tặng có giới hạn, hãy gọi ngay 1888 337 7264 1888 337 7264.